Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái đôi dép sụt dễ cưng như thế này nha. Chúng ta thường thấy cái đôi dép sụt á ở siêu thị nè, hoặc là cửa hàng giày dép á các bạn. Nhưng mà cái mẫu dép sụt đó thì chủ yếu là bằng mũ là chủ yếu nha các bạn. Mình thấy rất là nhiều màu luôn. Hôm nay mình phối màu cho bé trai nè, mình sẽ phối cái màu này. Thì các bạn có thể là phối màu khác nữa, men hơn nữa. Các bạn có thể là phối màu xanh, tím, hồng, trắng gì đó cho bé gái nha các bạn. Mẫu này khá là đơn giản, dễ móc và rất là đáng yêu luôn. Đây là cái chiếc bên trái nè, và đây là chiếc bên phải. Cái dây quai này và cái hàng nút này là chúng ta chỉ trang trí thôi nè các bạn. Chứ không phải là nó cố định đâu. Cho nên là cái phần mũi chân nè, cái phần gót chân nè, mình đã làm cố định hơn rồi. Trong video mình hướng dẫn cho các bạn tăng size, giảm size rất là kỹ càng, cho nên là các bạn sẽ rất là dễ dàng móc nha. Mình hy vọng các bạn sẽ yêu thích cái mẫu dép sụt này. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like, share cái video này và bình luận ở phía bên dưới, ủng hộ mình bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái mẫu dép sụt này nha. Với đôi giày này thì mình sẽ dùng loại len là Miu Cotton nha các bạn. Và mình sẽ phối 3 màu nè. Các bạn thích phối màu như thế nào thì các bạn sẽ phối nha. Còn mình thì mình sẽ phối cái phần mặt đế màu đậm, và phần thân giày thì nó màu nhạt hơn cái phần mặt đế. Và mình sẽ viền một ít màu trắng cho nó nổi bật nè các bạn. Ở đây, cái phần mặt đế mình sẽ sử dụng màu số 14. Phần thân thì mình sẽ sử dụng màu số 18 nè. Và một ít màu trắng nha. Các bạn có thể là thay thế màu, hoặc là các bạn có thể là làm hai màu thôi. Cái phần mặt đế thì các bạn làm cùng màu với cái phần thân giày luôn cũng được nữa. Tại vì mình muốn làm cho nó khác biệt như vậy á các bạn. Còn ở phần kim móc thì như các clip trước, mình cũng sẽ sử dụng kim móc hai đầu số 3-4 như thế này để mà mình móc nha các bạn. Mình sẽ sử dụng kim đầu số 4. Kim đầu số 4 thì nó sẽ to hơn sợi len một tí nè các bạn. Đây, mình ốm thử cho các bạn nè. Thì nó sẽ giúp cho cái phần đế giày với thân giày á, nó cứng cáp hơn nha. Lớn hơn một tí thôi thì nó mới cứng cáp hơn. Còn nếu mà lớn hơn nhiều á, nó sẽ mềm mại hơn nha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm hai hạt nút. Hai hạt nút để trang trí thôi à các bạn. Hai hạt nút để trang trí nha. Tại vì cái đôi dép này nè, mình sẽ làm trơn như vậy thôi. Còn cái dây quai này là mình sẽ trang trí, mình buộc vào trong nè các bạn. Trang trí nha. Hai hạt nút để trang trí thì các bạn sẽ chọn cái nút phù hợp với cái đôi giày mà các bạn móc. Kéo cắt len, kim khâu len và kim chỉ may nữa là xong. Size hôm nay mình móc á các bạn sẽ là size 11cm nha. Và mình đã móc sẵn những cái mẫu mặt đế như thế này nè. Mình sẽ móc hai đôi, tức là sẽ là 4 mẫu mặt đế. Ở đây không có yêu cầu dán đế cho mình, cho nên là mình sẽ dùng đế đôi để mà mình gộp nó lại, để cho cái form nó cứng form như thế này nè các bạn. Nó đứng form và nó sẽ thẩm mỹ hơn. Các bạn thích dùng một đế thì chúng ta sẽ sử dụng một đế nha, không có vấn đề gì hết. Ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu đế giày như thế này. Mình có chia mũi móc cho các bạn xong hết rồi nè. Từ sơ sinh cho tới 14-15 tháng tuổi, chiều dài bàn chân bé nè các bạn. Các bạn có thể dựa vào cái bảng này. Ví dụ như chiều dài bàn chân bé của các bạn là 10cm thì số móc xích khởi tạo là bao nhiêu, mình có hướng dẫn ở cái clip đó. Mình chia mũi nó ra như thế nào, hàng 1, hàng 2, hàng 3, thì các bạn coi cái clip đó. Mình sẽ để link ở dưới cái phần mô tả nha. Các bạn nhấp vào link đó và các bạn móc cái mẫu mặt đế dài này cho mình. Hoặc là các bạn có thể là dạo quanh cái mục video của Mimi Handmade á, để các bạn tìm cái mẫu mặt đế này để mà các bạn móc nha. Mình nghĩ là các bạn sẽ dễ dàng móc cái mẫu mặt đế này á. Rồi ở đây mình, sau khi các bạn đã có một cái mẫu mặt đế xong á, thì các bạn sẽ chụm hai cái mặt đế lại với nhau. Mặt trái thì các bạn sẽ quay vô trong nè, hai cái mặt phải thì mình sẽ quay ra ngoài nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chụm nó lại như thế này. Chúng ta sẽ làm sao mà cho hai chân móc này nè, nó sẽ song song với nhau. Mặt đế bên trên song song với mặt đế ở bên dưới.
chân móc cũng sẽ song song với nhau. Các bạn sẽ đâm kim như thế này cho mình nha. Sau đó các bạn sẽ lấy cái len màu trắng, chừa cho mình một đoạn len như thế này, để một lát nữa chúng ta khâu cho nó chặt nha các bạn. Các bạn sẽ kéo cái len màu trắng qua hai chân móc của hai mặt đế luôn nha. Các bạn đâm kim vào cái chân móc kế bên nè, đồng thời đâm kim xuống chân móc của cái phần mặt đế bên dưới, song song với nhau nè các bạn. Và các bạn sẽ kéo len qua, tạo một mũi dời. Bây giờ chúng ta bắt đầu nối hai cái mặt đế này lại với nhau nè các bạn. Tiếp tục các bạn lại đâm kim vào cái chân móc kế bên, đâm kim xuống chân móc song song ở mặt đế phía dưới. Các bạn kéo len qua tiếp tục và tạo cho mình một mũi dời. Rồi các bạn cứ tạo cho mình đến hết vòng này luôn nha các bạn, thì hai cái mặt đế của chúng ta sẽ nối lại với nhau. Các bạn sẽ chú ý cái phần mà các bạn móc đế dày. Ví dụ như các bạn móc, ví dụ nha, móc 15 móc xích thì những cái đế khác các bạn cũng phải móc là 15 mũi móc xích đầu tiên á, cho nó đồng đều nha các bạn. Để thôi một cái 15, một cái 16 hoặc là một cái 14 gì đó. Khi mà chúng ta gáp lại như thế này nè, nó sẽ không có đều và nó sẽ không có được đẹp mấy. Nó cũng sẽ ra được một cái đôi đế nhưng mà nó sẽ bị chủng lại các bạn, hoặc là nó bị méo một bên nha, các bạn lưu ý điều đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc như vậy cho mình đến cuối hàng luôn nha. Chúng ta sẽ gặp nhau khi chúng ta móc đến cái chân móc này. Mình đã tiến tới cái chân móc cuối cùng rồi nè các bạn. Đây, chân móc này nha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên luôn đi. Các bạn sẽ chượt mũi cho mình. Các bạn kéo len lên, kéo ra một cái đoạn len cũng dài đi các bạn, để chúng ta khâu lại cho nó dễ nha. Rồi các bạn sẽ rút cái này lại, lấy kim khâu len. Các bạn sẽ xỏ cái phần len này nè vào trong cái kim khâu nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim xuống phía dưới này nè các bạn. Đây, đâm kim xuống phía dưới này nè, để chúng ta tạo thêm một cái chân móc nữa nha. Rồi các bạn quay cái, đây, các bạn quay phía sau mặt đế lại đi các bạn. Cái chúng ta sẽ cột cái phần màu trắng này lại nè, cột cho nó chắc luôn nha các bạn. Xong các bạn sẽ đưa nó xuống ở phía dưới này. Các bạn giấu luôn đi. Rồi bên đây các bạn cũng sẽ giấu cho mình vào phía dưới cái phần mặt đế này. Rồi chúng ta cắt len nha. Rồi chuẩn bị cái len màu sáng cho mình. Bây giờ chúng ta đã được một cái mẫu đế đôi như thế này nha các bạn. Đây. Và cái đôi dép này á, mình sẽ móc như thế này nè các bạn. Các bạn sẽ thấy là cái phần màu trắng này nè, nó sẽ được lòi ra phía bên ngoài nè. Đây, hai cái mảnh ghép của chúng ta đã ghép lại và cái phần màu trắng của chúng ta vẫn để nguyên. Chúng ta không móc vào cái dây màu trắng này nha các bạn. Chúng ta sẽ móc vào những cái dây này nè. Các bạn sẽ thấy là ở một cái chân móc của mình á, đây, những cái chân móc của mình nó có ba cái dây luôn. Một dây nè các bạn, hai dây nè, ba dây nè. Rồi các bạn đã thấy rồi ha, mình sẽ móc vào những cái dây này nè các bạn. Đây, móc vào những cái dây này nha. Một dây nè, hai dây, ba dây. Những cái dây này là mình sẽ móc vào đây hết. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào một cái dây bất kỳ nào đó. Đây, mình đâm kim ở dưới phía gót này cho nó dễ nha các bạn. Nè, đâm kim vào cái dây này. Đây, cái dây đầu tiên này của mình nè. Các bạn sẽ để ý cho mình nha. Đó, nó có 3 dây như thế này. Đây, 1 dây, 2 dây và 3 dây. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái dây ở phía bên ngoài này. Các bạn sẽ kéo cái len màu sáng, kéo cái len màu sáng qua như thế này. Rồi, các bạn móc lên cho mình một móc xích nè. Đâm kim vào cái
chân móc mình vừa móc lên móc xích á, các bạn lại móc một mũi móc đơn cho mình nha. Rồi các bạn sẽ kéo cái phần len này. Đây các bạn, nó sẽ nằm ở cái góc này, nằm ở góc này nè. Tiếp tục cái chân móc kế tiếp á các bạn. Đây, cái chân móc kế tiếp bên phía này nha. Nè, cái dây của nó nè các bạn. Các bạn lại đâm kim vào cái dây này nha. Các bạn kéo len qua, nẹp cái phần cái len thừa đó luôn đi các bạn. Các bạn tạo cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục. Rồi, các bạn lại đâm kim vào cái dây bên đây. Tiếp tục cái chân móc kế bên đó các bạn. Các bạn đâm kim, kéo len qua, tạo một mũi móc đơn. Cái hàng này các bạn cứ tìm cái dây này, các bạn móc một mũi móc đơn cho mình vào mỗi cái chân móc. Đây, cái dây này. Một mũi móc đơn nữa. Đó. Rồi các bạn cứ tìm cái dây này để mà các bạn móc nha. Mình để gần rồi đó, cho các bạn thấy, cho nó dễ đó các bạn. Đây. Rồi các bạn sẽ kéo cái len qua. Đây. Kéo cái len này qua nè. Tạo một mũi móc đơn. Rồi tiếp tục. Tại vì cái này á, để xa cái người mình quá nè các bạn. Mình đâm kim nó hơi khó. Còn các bạn đang để ở gần á, nó sẽ dễ hơn nha. Đây, mình sẽ đâm kim, kéo len qua, tạo một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ làm như thế này nè, lần lượt cho tới cuối hàng này luôn, cho tới cái chân móc bên đây nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ kết hàng, rồi chúng ta sẽ lên thêm hai hàng móc nữa nha. Mình đã móc tới cái chân móc cuối cùng nè các bạn. Ở những cái chân móc mũi kép á, thì chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn chân móc mũi đơn. Nhưng mà nó cũng sẽ tương tự đó nha các bạn. Cái chân nào nó cũng sẽ có cái phần để mà mình móc vào hết á. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len qua, tạo cho mình một mũi dời. Rồi các bạn móc lên cho mình một móc xích nha. Chúng ta sẽ làm cái hàng tiếp theo. Cái hàng tiếp theo này chúng ta sẽ giảm 2 mũi nha các bạn. Chúng ta sẽ giảm cái mũi ở chỗ này. Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nè. Ở đây là cái cụm 7 mũi, nó nằm ở phần mũi dày nè các bạn. Đây, 1 cụm, 2 cụm, 3 cụm, 4 cụm, 5 cụm, 7 cụm và 6 cụm và 7 cụm nè. Thì cái cụm đầu tiên này, các bạn sẽ chích ra cho mình một cái chân móc. Một cái chân móc này nha. Và cái chân móc kế bên. Chúng ta sẽ chụm hai cái chân móc này lại thành một chân. Như vậy thì chúng ta sẽ giống cái chân móc này nè, lên tới trên này. Là nó nằm ở đâu? Là nó nằm ở ngay cái điểm này. Một lát nữa chúng ta sẽ chụm cái chân móc này và cái chân móc này lại thành một chân móc nha các bạn. Và chúng ta sẽ làm dấu nữa nè. Đó, chúng ta sẽ chụm cái bên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm song song. Song song nha các bạn. Thì ở cái bên đây quay lại nè, thì chúng ta cũng sẽ có một cái cụm đầu tiên của cụm 7 mũi như thế này. Chúng ta sẽ chích ra một cái chân móc kép và một cái chân bên cạnh nè. Chúng ta sẽ giống thẳng cái chân bên cạnh lên, giống thẳng nó lên nha. Đây, nó nằm ở chân móc này đi. Rồi chúng ta lát nữa, chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc này và cái chân móc này nè, để mà chúng ta chụm nó lại thành một chân móc nha các bạn. Rồi chỉ có giảm 2 điểm đó thôi. Bây giờ chúng ta sẽ móc chân móc đầu tiên, các bạn đâm kim xuống và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai tương tự. Bây giờ chúng ta sẽ móc những cái mũi móc đơn đến cái chỗ mà mình làm dấu nha. Cái phần thân dày á, các bạn móc chật tay một xíu cho cái form nó đẹp nha các bạn. Rồi, bây giờ tới cái chỗ mình làm dấu rồi nè các bạn. Khi mà mình chụm nó lại á, thì các bạn sẽ đâm kim xuống, kéo len qua. Sau đó là các bạn lại đâm kim vào cái chân móc kế bên nè. Các bạn lại kéo len qua cho mình.
chúng ta sẽ được 3 vòng len trên kim. Chúng ta sẽ lấy cái len kéo qua hết 3 vòng len này luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cái chân kế bên là chân mũi móc đơn. Chúng ta sẽ móc mũi móc đơn nha. Tới cái điểm mà chúng ta đánh dấu khi nãy á, là chúng ta sẽ giảm một mũi nữa. Cái hàng thứ hai này chúng ta sẽ giảm tổng cộng là 2 mũi. Cái hàng thứ ba sẽ không giảm mũi gì hết nữa nha các bạn. Hàng thứ ba chúng ta mỗi chân móc thì chúng ta sẽ móc mỗi mũi móc đơn thôi. Những bạn mà móc từ cái size 11.5 trở về giống như là 10.5, 10 hoặc là 9.59 á, thì các bạn vẫn sẽ móc 3 hàng móc này cho mình nha. Còn các bạn size lớn hơn mình á, các bạn có thể thêm cho mình 1-2 hàng nữa, tức là làm cái hàng mũi móc đơn này nè 4-5 hàng, để cái độ cao của chúng ta nó vừa với cái chân của bé nha các bạn. Nhất là cái phần cùm chân nè các bạn. Cái phần chỗ này á, thì mình sẽ ổn nè. Và cái phần cùm chân thì các bạn cũng sẽ cân đo đong đếm làm sao mà với những cái hàng móc nè, 3 cái hàng móc và thêm một số hàng móc nữa để chúng ta vừa cái cùm chân nha. Để thôi là nó sẽ gớt cái gót ra, tại vì cái mẫu này là dép mà. Đây, rồi các bạn sẽ móc tới cái điểm mà chúng ta đánh dấu nha. Size lớn hơn các bạn cứ móc cho mình khoảng 4-5 hàng mỗi móc đơn là được rồi các bạn. Rồi ở cái chân móc này, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc này, kéo len qua. Sau đó là các bạn giữ nguyên như thế này, đâm kim vào cái chân móc kế bên á, các bạn kéo len qua và chúng ta kéo luôn 3 vòng len trên kim. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Sau đó là các bạn kết hàng, móc lên thêm một hàng thứ ba nữa cho mình nha. Hàng thứ ba không giảm mũi, móc bằng cái số mũi của cái ba hàng thứ hai nè. Rồi các bạn sẽ móc cùng mình. Mình đã móc đến cuối hàng thứ ba rồi nè các bạn. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn móc lên một móc xích, kéo và cắt len nha. Các bạn sẽ rút chặt nó lại. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc ở cái phần trên này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái mẹo để mà các bạn móc được, tìm cái điểm để mà các bạn móc chuẩn nha các bạn. Thì ở đây các bạn thấy cái phần mặt đế của chúng ta nè các bạn, ở ba cái cụm ở phía phần giữa nè, ba cái cụm là 6 mũi móc nha. Đây, ba cái cụm này các bạn sẽ giống cái bên đây nè, lên thẳng lên, thẳng lên phía trên, nó sẽ nằm ở cái chân móc này nè các bạn. Đây, nó nằm ở cái chân móc này, các bạn sẽ đâm kim qua cái chân móc này và các bạn sẽ xo qua bên đây nè. Nó thẳng hàng với cái hàng thứ hai của cái phần mặt đế luôn. Thì các bạn sẽ để ý cho mình nha, những cái size nhỏ hơn á, thì các bạn có thể là lùi lại một cái chân móc để các bạn móc cái điểm khởi đầu. Còn cái size lớn hơn các bạn có thể là tiến lên một chân móc nữa để các bạn móc cái điểm khởi đầu nha các bạn. Cái này dễ thôi à, các bạn cứ cần cứ canh cái điểm ở phía giữa này để các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc để các bạn chia mũi cho nó đúng nha. Ở đây á, thì mình sẽ móc khoảng 9 mũi móc đơn cho cái hàng đầu tiên để chúng ta lên những cái hàng sau nè các bạn. Những hàng sau thì nó sẽ có sự tăng mũi để cho nó được cái vòng cung nè các bạn, cho vừa cái phần mũi chân của bé nó như thế này nè các bạn. Đó, nó có phần tăng mũi ở xen kẽ các hàng, chứ không phải là tăng mũi hết, nó chỉ là xen kẽ thôi. Thì ở đây các bạn để ý một xíu là các bạn sẽ dễ dàng móc à. Các bạn sẽ lấy cái len màu cùng màu này qua cho mình ha, kéo len qua luôn nè các bạn. Các bạn móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc kế bên, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn nè. Đâm kim vào chân móc kế tiếp, các bạn móc một mũi móc đơn. Nãy giờ là mình móc 2 mũi móc đơn rồi đó. Rồi các bạn sẽ móc chặt tay cho mình nha. 3
4. Các bạn nẹp cái phần len thừa này luôn nè. 5 6 7 8 và 9 nè các bạn. Mình sẽ làm 9 mũi nha, để cho các bạn thấy là nó sẽ song song với nhau nè các bạn. Đây. Rồi, bây giờ các bạn thử quay lại coi nó có nằm ở cái điểm giữa không. Các cái size nhỏ hơn thì các bạn cứ lùi lại cho mình, để các bạn sẽ tìm cái, ví dụ như mình ở đây mình làm 9 nè, các bạn có thể làm 7 hoặc 8 mũi nha các bạn. Để chúng ta nhỏ lại, chúng ta làm những cái hàng sau, chúng ta tăng mũi từ từ lên thì nó sẽ thẩm mỹ. Chứ không thôi nếu mà các bạn móc ở cái phần này to nè, cái ở phần này các bạn lại tăng mũi nữa là nó sẽ bè ra. Rồi ở đây mình đã móc 9 mũi móc đơn ở cái hàng đầu tiên này. Các bạn sẽ xoay ngược cái đầu móc lại, để cái cọng len này ở phía trên này luôn nha các bạn. Các bạn sẽ đâm kim. Các bạn nè, các bạn bỏ qua cái chân móc đầu tiên này, đâm kim vào cái chân móc thứ hai. Các bạn móc cho mình một mũi móc đơn nha. 2 3 4 5 6 7 8. Tức là hàng thứ hai nó sẽ ít hơn một mũi so với cái hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất của ta là 9 mũi móc đơn, hàng thứ hai thì là 8 mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ cắt bỏ cái phần này luôn đi các bạn. Cắt bỏ cái phần len thừa này nè. Hồi nãy mình đã giấu một đoạn rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn ở phía dưới cái hàng này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái chân móc đầu tiên này nè. Các bạn sẽ đâm kim qua cái chân móc này, kéo len qua và tạo cho mình một mũi dời nha. Để kết thúc cái hàng 8 mũi móc này nè. Bây giờ mình muốn lên hàng tiếp theo, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, các bạn kéo len qua. Rồi bây giờ chúng ta gây nên cái hàng tiếp theo nha các bạn. Hàng tiếp theo này các bạn sẽ xoay ngược cái đầu móc này lại nè. Rồi, xoay qua bên đây. Các bạn sẽ bỏ cho mình hai cái chân móc mũi trượt nha. Chân móc mũi trượt của chúng ta nè, 1 2 nè, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng mũi móc đơn đó nha các bạn. Hai chân móc mũi trượt là chúng ta sẽ không đâm kim vào đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ hai cái chân móc mũi trượt, 1 2 nè, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng mũi móc đơn, các bạn móc cho mình hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Đây, đếm cho mình nha. Hồi nãy cái hàng này, hàng trước đó là 8 rồi phải không? Ở đây mình đã được thực hiện hai mũi móc đầu tiên nè, 2 chân kế bên, 3 4 5 6 7 8. Rồi, chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc hai mũi. 9 10. Như vậy là hàng đầu tiên chúng ta có 9 mũi móc đơn, hàng thứ hai chúng ta có 8 mũi móc đơn, hàng thứ ba chúng ta có 10 mũi móc đơn. Muốn kết thúc cái hàng thứ 10 này, hàng 10 mũi móc đơn này, chúng ta sẽ nhìn ở phía dưới nè các bạn. Nhìn ở phía dưới này, cái chân móc đầu tiên này, chúng ta sẽ đâm kim và kéo lên qua tạo một mũi trượt. Rồi nó ốp lại nè các bạn. Đây, nó ốp lại như thế này. Đâm kim vào cái chân móc kế bên để chúng ta trượt mũi gây nên cái hàng tiếp theo. Rồi các bạn lại xoay ngược cái đầu móc này lại. Các bạn hãy luôn luôn nhớ là bỏ hai cái chân móc mũi trượt, chúng ta sẽ không bao giờ đâm kim vào cái chân móc mũi trượt. Nếu mà đâm kim vào đó chúng ta sẽ bị dư mũi. Các bạn sẽ để cái phần len này vào trong đây cho mình nha. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng mũi móc đơn á. Nè, hai chân móc mũi trượt của chúng ta nè, chúng ta bỏ lại nè. Đây. Rồi, chúng ta sẽ đâm kim vào. Đây, móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai, một mũi. 3 4 5 6 7 8 9
cùng nè các bạn, 10. Nghĩa là cái lượt mà mình về á là mình sẽ tăng mũi, cái lượt mà mình đi qua mình sẽ không có tăng mũi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy ở cái hàng này nè, để kết thúc cái hàng 10 mũi này. Sau đó là các bạn trượt thêm một mũi nữa để chúng ta gây nên hàng tiếp theo. Các bạn sẽ xoay ngược cái đầu móc này lại. Và tất nhiên là chúng ta sẽ bỏ hai chân móc mũi trượt này, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của hàng mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào đây. Hai nè. Bây giờ các bạn đếm cho mình nha, được hai mũi rồi đó. 3 4 5 6 7 8 9 10. Chân móc cuối cùng này các bạn. Các bạn sẽ móc vào đây hai mũi. 11 12. Rồi, chúng ta đã có 12 mũi móc đơn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy ở cái hàng này để kết thúc hàng. Chúng ta sẽ trượt thêm một mũi nữa để gây nên hàng tiếp theo. Rồi các bạn cũng sẽ xoay ngược đầu móc này lại cho mình. Bỏ qua hai chân móc mũi trượt này nha các bạn. Đâm kim vào cái chân móc mũi móc đơn đầu tiên á, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết thúc hàng 12 mũi móc đơn bằng một mũi móc trượt ở cái chân móc đầu tiên này. Các bạn trượt thêm một mũi nữa để chúng ta làm thêm một hàng tăng mũi nữa nha các bạn. Rồi các bạn sẽ xoay ngược cái đầu móc này lại nè. Bỏ hai cái chân móc mũi trượt cho mình, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Các bạn móc cho mình hai mũi móc đơn vào đây. Chúng ta đã có hai mũi rồi nè. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Chân cuối cùng các bạn móc cho mình hai mũi nữa. 13 14. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi để kết thúc hàng nha các bạn. Trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên ở phía dưới mình nhìn thấy nè. Trượt thêm một mũi nữa để gây nên hàng tiếp theo. Rồi ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nè. Ở mỗi size á các bạn, thì chúng ta sẽ có cái số chân móc khác nhau. Vì vậy mà các bạn sẽ, ví dụ như size lớn hơn mình á, các bạn sẽ tăng thêm cho mình. Ví dụ ở đây là con số 12 rồi nè. Cái lượt đi qua là các bạn sẽ không có tăng mũi, thì các bạn sẽ móc cái này là 14 rồi nè các bạn. Các bạn sẽ móc là 14 mũi. Xong rồi cái lượt đi về á, các bạn sẽ móc tăng lên cho mình ở bên này một mũi và bên này một mũi, thì mình sẽ được là 16 mũi. Thì các bạn cứ tăng đến cái điểm mà các bạn cảm thấy nó vừa đủ với cái phần mũi chân của bé nè các bạn. Đây, cái phần mũi chân của bé các bạn sẽ thấy nó vừa đủ ôm vào cái bàn chân của bé rồi, thì các bạn sẽ không cần tăng mũi nữa. Chúng ta ví dụ như 14 cái chân móc đơn này, chúng ta sẽ móc tới cái điểm này, tới cái điểm ở giữa này các bạn. Tới điểm ở giữa này là chúng ta sẽ không tăng mũi gì cả. Chúng ta có bao nhiêu chân móc là chúng ta sẽ móc bấy nhiêu chân móc thôi. Rồi chúng ta móc tới cái điểm ở giữa này, giống như thế này nè. Thì ở dưới cái size của các bạn cũng vậy nữa, size 13, 14 á, thì các bạn cũng sẽ móc đến cái điểm ở giữa này cho mình. Hoặc là các bạn có thể là lùi lại ở phía chỗ này để bé có thể là sọt chân vô là các bé mang thôi. Ôm như vậy nè các bạn nè. Cái phần này nè, mình làm cho nó bo lại rồi nè, thì bé
nó sẽ ôm cái cùm chân của bé, cho nên các bạn sẽ không có sợ nó tuột á. Mình làm tới 3 hàng lần này các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình. Cần tăng mũi thì các bạn sẽ tăng mũi, còn không cần tăng mũi thì các bạn sẽ để nguyên nha. Ở đây mình sẽ dừng lại ở 14 cái mũi móc đơn. Mình sẽ không tăng mũi nữa mà chỉ là mình móc thêm nhiều hàng móc nữa thôi, để đạt tới cái điểm ở phía chỗ này nè các bạn, ở phía cái điểm giữa này nè. Rồi các bạn sẽ xoay ngược đầu móc này lại nè. Chúng ta sẽ móc cái lượt về này nè là 14 mũi. Hai cái chân móc mũi trượt của chúng ta sẽ giữ lại nè. Các bạn không đâm kim vào đó. Các bạn lại móc cho mình một mũi móc đơn ở trong móc đầu tiên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Rồi bây giờ các bạn lại trượt mũi vào cái chân móc. Đây các bạn, trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy ở phía dưới nè. Sau đó là các bạn lại trượt thêm một mũi nữa để gây nên hàng móc tiếp theo. Các bạn bỏ hai cái chân móc mũi trượt này, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp một mũi móc đơn. Và các bạn lại móc 13 14 mũi móc đơn, thêm nhiều hàng móc nữa cho mình nha. Để cho nó đạt tới cái phần điểm ở giữa các bạn. Điểm ở phía dưới này nè, phía giữa này nè. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mà chúng ta móc tới cái hàng móc ở phía giữa nha. Thì ở đây á, ở cái đôi giày, chiếc giày này nè, mình đã làm tổng cộng là 12 hàng móc á. Thì tính từ cái hàng này, các bạn sẽ đếm cho mình nè. 1, tính từ cái hàng đầu tiên mà 9 mũi móc đơn á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Các bạn sẽ móc đủ 12 hàng cho mình nha. Mình đã móc đủ 12 hàng ở cái phần thân phía trên nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Hồi nãy mình làm tới 13 luôn á. Cao hứng quá mình móc. Bây giờ các bạn thấy nó nằm ở điểm phía giữa nè các bạn. Thì các size của các bạn cũng sẽ về cái điểm ở phía giữa nha. Và chúng ta có lẽ là cái hàng móc của chúng ta sẽ khác nhau đúng không các bạn? Thì các bạn cứ cho nó về điểm ở phía giữa này. Rồi ở đây mình có 14 chân móc. Thì các bạn sẽ chia ra cho mình như thế này để móc cái hàng này nè các bạn nè. Để móc cái hàng này. Cái hàng này là cái hàng nó nhô lên. Cái phần nhô lên á, thì chúng ta sẽ tăng mũi cái hàng này. Thì các bạn sẽ chia ra, các bạn sẽ lấy cái điểm ở giữa này để các bạn tăng mũi nha. Còn hai cái điểm bên đây thì các bạn sẽ giữ nguyên. Thì các bạn sẽ dựa theo mình. Ví dụ như của mình là 14 thì mình sẽ chia ra 5 mũi bên đây, 5 mũi bên đây giữ nguyên, và chúng ta sẽ tăng 4 mũi ở khúc giữa này. Thì các bạn ví dụ như là 12 mũi thì các bạn sẽ chia ra cho mình 4 cũng được. Còn nếu mà các bạn 16 mũi thì các bạn sẽ chia ra là 5 5 6 á các bạn. Thì như vậy nha. Rồi các bạn để ý mình làm nè, rồi các bạn sẽ viết để các bạn sẽ tự chia. Rồi, chúng ta đã trượt một mũi để kết thúc hàng này và trượt thêm một mũi nữa để gây nên cái hàng tiếp theo. Vì vậy là chúng ta sẽ bỏ qua hai cái chân móc mũi trượt nha. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5. Hồi nãy mình nói đó. 5 4 5. 5 4 5 nha các bạn, là đủ 14 chân móc. Thì cái chân móc thứ 6 nè, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi nữa kép cùng một chân móc. Chân móc thứ 7,
hai mũi nửa kép cùng một chân móc. Chân móc thứ 8, hai mũi nửa kép cùng một chân móc. Chân móc thứ 9, hai mũi nửa kép. Đây các bạn. Nó đã nhô lên rồi nè các bạn. Nè. Nó đã nhô lên như thế này nha. Rồi cái chân móc kế bên. Ở đây mình đã tăng được 4 chân móc rồi nè. Còn 5 cái chân móc cuối cùng. 1 nè. Mũi móc đơn. 2 mũi móc đơn. 3 mũi móc đơn. 4 mũi móc đơn. Và 5 mũi móc đơn nè các bạn. Chúng ta đã có được một hàng nhô lên như thế này. Đây. Nhô lên như thế này nha. Các bạn kéo cái này cho nó gọn lại. Mình bị quấn len này, để mình gỡ ra cái nha. Bây giờ từ cái chân móc cuối cùng này nè, các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc này luôn, cùng hàng á các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn nha. Một mũi móc đơn. Chân móc kế bên, một mũi móc đơn. Cái hàng này các bạn sẽ móc cho mình toàn bộ là mũi móc đơn hết. Chúng ta sẽ viền kể cả là cái phần trên của cái phần thân dày luôn. Các bạn móc tới cái điểm này. Tới cái điểm này cho mình đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Mình đã móc tới cái chân móc cuối cùng rồi nè các bạn. Thì ở cái điểm này nè, các bạn sẽ đâm kim vào cái điểm này cho mình, kéo len qua. Và các bạn lại đâm kim vào cái thân trên á, cái chân móc thân trên á, các bạn kéo len qua. Các bạn sẽ trượt mũi cho mình như thế này. Hai cái chân móc này các bạn sẽ chụm lại thành một chân móc nha. Bây giờ mình sẽ làm mẫu lại cho các bạn nè. Đâm kim vào cái khoảng trống này nè, cái lỗ này nè, kéo len qua, giữ nguyên như thế này. Đâm kim vào cái chân móc ở phía trên cái phần thân, kéo len qua. Và được 3 vòng len, chúng ta sẽ kéo len qua 3 vòng này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc này, móc một mũi móc đơn. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc cho mình toàn bộ là mũi móc đơn hết, để mà chúng ta viền lại cái phần này. Khi mà các bạn móc trật tay á, ở cái phần thân dây này nè, nó sẽ đứng phơm. Dùng mikotông là các bạn đã biết là nó rất là mềm mại rồi đúng không các bạn? Nhưng mà cái đôi giày nè, các bạn thấy là móc mũi móc đơn cái nó sẽ đứng phơm à. Rồi các bạn ở bên phía cái chân móc này cũng vậy nè các bạn. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc này, các bạn kéo len qua cho mình như thế này nha. Rồi các bạn lại đâm kim vào cái chân móc ở phía dưới này, các bạn kéo lên qua, để chúng ta sẽ chụm hai chân móc này lại thành một chân móc. Rồi bây giờ các bạn lại đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7. Các bạn sẽ chụm chân thứ 8 và chân thứ 9 lại cho mình. Kéo len qua, đâm kim vào chân thứ 9, kéo len qua, được 3 vòng len, chúng ta kéo len qua hết luôn. Và ở bên đây, các bạn cũng sẽ đếm ra cho mình, từ cái chân móc này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 nè, chụm cái chân móc thứ 8 và chân móc thứ 9, là hai cái chân móc này nè các bạn, hai chân móc này lại thành một chân móc, để cho nó ôm lại nha các bạn. Về cơ bản là còn một cái phần viền màu trắng nữa là chúng ta sẽ pho xong cái phần thân dày. Rồi chúng ta sẽ làm cái dây quai để chúng ta trang trí nữa thôi các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trời ơi, đau lòng.
Rồi các bạn sẽ chùm hai cái chân móc này nè, hai chân móc này lại thành một chân móc nha các bạn. Rồi các bạn cứ móc mỗi chân móc còn lại là mỗi mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu, cái lỗ này nè các bạn. Các bạn sẽ trượt mũi vào cái lỗ này nha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình một móc xích luôn đi. Rồi các bạn rút nó chặt lại, rồi các bạn sẽ cắt len nha. Một lát nữa mình sẽ đưa giấu cái sợi len này nè vào trong cái mũi móc. Rồi các bạn sẽ canh chỉnh nó lại nha các bạn. Chúng ta đã được một cái form dài như thế này nè. Lấy cái kim khâu len á, các bạn sẽ giấu cái phần len này đi luôn đi. Rồi các bạn sẽ cắt cái phần len đó đi nha. Lấy cái len màu trắng cho mình để chúng ta sẽ viền lại cái chỗ này nè các bạn. Viền lại cái chỗ này cho nó sinh động hơn nha. Hồi nãy cái phần mà mình cắt len á, nó bị lỗi mất tiêu rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ chừa lại một cái đoạn này cho mình nè, để chúng ta sẽ dễ dàng mà chúng ta đưa nó vào trong mũi móc. Giờ mình sẽ chọn một cái điểm đi các bạn. Chọn cái điểm giữa này đi, điểm nào cũng được hết á. Rồi các bạn đâm kim qua cái chân móc kế bên á, các bạn trượt mũi cho mình, tạo một mũi dời. Các bạn rút nó lại. Rồi đâm kim vào từng chân móc, các bạn thực hiện những cái mũi dời cho mình nha. Dời lên cả cái phần trên đây luôn nè các bạn. Các bạn sẽ dời từ cái điểm này lên tới cái điểm này để mình hướng dẫn cho các bạn. Rồi các bạn sẽ làm những cái phần còn lại nha. Cái mẫu dép này khá là đơn giản đúng không các bạn, mà thấy cưng á. Các bạn dời nó vô cái điểm này. Rồi tiếp tục cái chân móc kế bên ở cái hàng phần thân trên nè các bạn. Các bạn sẽ dời cho mình thêm một cái nữa. Rồi những cái chân móc ở cái phần trên này, các bạn cũng sẽ tạo những cái mũi dời cho mình để chúng ta sẽ viền nó lại. Rồi các bạn sẽ làm cái khúc cua giống hệt như mình nè. Tức là đâm kim vào mỗi cái chân móc, chúng ta sẽ thực hiện mỗi cái mũi dời tới cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Đâm kim vào đây luôn cho mình đi. Rồi các bạn sẽ kéo cái len lên dài một chút. Rồi các bạn sẽ rút nó lại, lấy kim khâu len đi các bạn. Rồi chúng ta đâm kim vào cái chân móc bên cạnh này nè, để chúng ta khóa nó lại nha. Đây, chúng ta đã khóa nó lại rồi nè. Rồi một lát nữa các bạn cũng cột cho mình luôn. Cột một lần thôi nha các bạn, đừng có cột hai lần. Cột hai lần á, nó sẽ u lên á, u lên là nó cấn bé. Rồi các bạn sẽ đưa cái len màu trắng này nè vào trong cái mũi móc luôn. Rồi các bạn coi cẩn thận ở phía sau nè, nó sẽ lòi cái len màu trắng không.
và các bạn sẽ giấu hai cái cọng len này đi cho mình nha. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị, nếu mà các bạn làm cái phần này nè thì các bạn sẽ chuẩn bị màu tối nè, màu trắng và màu sáng. Chúng ta sẽ kết hợp cái này nhanh nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu cái phần len này đi nha. Cách cái tạo cái phần viền này á các bạn, thì mình hướng dẫn cho các bạn nha. Ở mỗi cái size này chúng ta sẽ khác nhau mà, cho nên là các bạn sẽ khởi tạo cái dây móc xích đầu tiên bằng cái chiều dài từ cái chỗ này nè các bạn. Từ cái chỗ này, ở hàng thứ ba, ở chỗ giao nhau này nè. Rồi các bạn luồn cái dây qua thử tới cái điểm này, ở cũng chỗ giao nhau ở hàng thứ ba luôn á các bạn. Thì coi nó bao nhiêu là đủ nha các bạn. Ví dụ như ở đây mình sẽ móc là khoảng 27 mũi. Đây, mình sẽ tạo một cái nút thắt trước nha. Để cái này lên rồi. Mình sẽ tạo cái nút thắt trước nè. Mình sẽ móc là 27 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 nè các bạn. Mình sẽ ốm thử nó nha. Ốm thử cái đôi này. Mình sẽ ốm từ đây nè, qua bên phía bên đây nè, là nó sẽ vừa luôn nè các bạn. Đây, tại vì một lát nữa khi mà mình thực hiện mũi dời á, là nó sẽ rút lại, cho nên là mình sẽ tính từ cái điểm này qua tới cái điểm này nè. Đây, qua tới cái điểm giao nhau này thì một lát nữa mình làm thực hiện cái mũi dời thì nó rút lại, là nó sẽ vừa nha các bạn. Mình sẽ sử dụng là 27 mũi. Thì các bạn ốm qua thử, nếu mà size các bạn nhỏ thì các bạn sẽ ít hơn cái của mình nè. Còn nếu mà size to hơn thì cái phần bề ngang này nó to thì chắc chắn là nó sẽ lớn hơn của mình. Cho nên là các bạn sẽ khởi tạo móc xích đầu tiên dựa theo cái mình hướng dẫn mà các bạn quàng qua như vậy để mà các bạn khởi tạo nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ không đâm kim vào những cái chân móc này để thực hiện mũi dời. Các bạn sẽ xoay ngược cái đầu móc này lại cho mình nè. Ở đây chúng ta có những cái phần nhô lên ở phía sau chân móc nè các bạn. Phần nhô lên nè. Đây là một cái phần nhô lên nè. Phần nhô lên là mình sẽ đâm kim vào cái phần nhô lên ở phía sau á nha. Các bạn sẽ thực hiện một mũi dời cho mình. Đó. Rồi bây giờ chúng ta lại đâm kim vào cái phần nhô lên ở phía sau nè. Các bạn thực hiện một mũi dời. Thì khi mà thực hiện xong hết á thì chúng ta sẽ có hai bên là hai chân móc nè các bạn. Chúng ta sẽ không mất đi cái chân móc bên đây, mà chúng ta sẽ thêm cái chân móc bên đây để cho nó thẩm mỹ hơn á các bạn. Các bạn sẽ thực hiện như vậy cho tới hết cái 27 mũi móc xích này cho mình nha. Chúng ta sẽ tạo những cái mũi trượt. Các bạn sẽ trượt đến cuối hàng cho mình. Mình đã trượt mũi đến cuối hàng rồi nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ thử ốm nè. Nó đã có cái phần rút lại rồi á các bạn. Đây, nó ở tới cái phần bên này. Và bên đây của chúng ta nó ở tới cái điểm này. Như vậy là ổn rồi nha các bạn. Các bạn sẽ móc lên một móc xích cho mình đi. Móc lên một móc xích. Rồi để cái len này ở đây đi các bạn. Lấy cái len màu trắng á. Các bạn sẽ đâm kim vào cái ở bên cái chân móc này nè các bạn. Ở bên cái chân móc này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái điểm đầu tiên này nè các bạn. Cái điểm đầu tiên này nha. Ở phía cái chân sau á các bạn. Các bạn kéo cái len màu trắng qua. Rồi đâm kim vào cái nhánh bên ngoài này nè. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi trượt nha. Những cái chân móc tiếp theo các bạn cũng sẽ móc vào cái nhánh bên ngoài, tạo cho mình những cái mũi trượt.
các bạn sẽ làm những cái mũi trượt này nè đến cuối hàng luôn nha các bạn. Mình đã móc tới cái điểm cuối cùng rồi nè các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên á nha các bạn. Cái chân móc mà mũi màu xám á, chúng ta sẽ trượt mũi. Rồi, chúng ta sẽ kéo lên như thế này đi. Và các bạn sẽ cắt len. Các bạn sẽ chừa cái len màu xám này cho mình nha, để nguyên ở đây đi. Để một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái dây quai mà gài nút bên trái nè. Bây giờ hồi nãy là chúng ta cắt len bên đây nè các bạn. Các bạn sẽ nhìn qua bên cái bên đây tiếp tục nữa nè. Các bạn sẽ đâm kim vào chỗ cái chân móc màu trắng này nè. Các bạn sẽ kéo cái len của cái thân dây á qua nha. Sau đó là các bạn đâm kim vào cái chân móc màu trắng đầu tiên này. Các bạn móc cho mình một mũi dời. Chúng ta thực hiện những cái hàng móc mũi dời không à các bạn, rất là đơn giản. Rồi, những cái chân móc ở đây các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái nhánh bên ngoài á các bạn. Nhánh bên ngoài màu trắng nè. Đây. Các bạn để ý cho mình nha. Nhánh bên ngoài màu trắng. Các bạn kéo len qua như vậy cho mình. Thực hiện đến cuối hàng. Rồi, các bạn sẽ thực hiện đến cuối hàng cho mình nha. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Và chúng ta lại đâm kim vào cái chỗ cái chân móc màu trắng mà chúng ta đã đâm kim, chúng ta trượt mũi đó. Cái chân móc đầu tiên luôn á các bạn. Và các bạn sẽ trượt mũi cho mình. Các bạn sẽ kéo cái dây này lên. Cắt len. Rồi chúng ta đã được những cái hàng như thế này. Còn một hàng cuối cùng nè các bạn. Các bạn sẽ lấy cái len màu trắng cho mình nha. Thì chúng ta cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc này. Đây, cái chân móc mà hồi nãy chúng ta đã đâm kim ở chỗ cái hàng màu trắng á. Các bạn sẽ kéo cái len màu trắng qua nha. Rồi, các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Các bạn thực hiện một mũi dời cho mình. Rút cái sợi dây màu trắng lại. Những cái chân móc này các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái nhánh ngoài nè các bạn. Móc cho mình một hàng màu trắng để chúng ta viền lại cái hàng này và chúng ta sẽ kết thúc nha. Kết thúc cái hàng dây quai. Và chúng ta sẽ giấu cái phần len đi. Giấu cái phần len thừa này đi nè. Các bạn sẽ móc đến cuối hàng. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế bên này nha. Rồi, sau đó là các bạn sẽ kéo lên. Và chúng ta sẽ cắt len. Bây giờ mình sẽ giấu những cái sợi len này nha các bạn. Cái cọng này nè, cái cọng màu xám này nè, chúng ta vẫn để nguyên. Chúng ta chỉ giấu cái chỗ cái phần màu xám này và phần màu xám và hai cái màu trắng. Các bạn rút nó lại. Rồi bên đây các bạn sẽ giấu hết vào trong mũi móc này cho mình. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mà chúng ta có cái cọng len này nha các bạn. Còn một cái cọng len mà chúng ta chưa cắt nè. Mình đã giấu cái phần len xong rồi nè các bạn. Ở đây, từ cái chỗ mà mình chưa có cắt len đó các bạn, thì các bạn sẽ tạo được một cái quai và gài nút ở bên trái như thế này nè. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Mình sẽ cái đôi này á, cái chiếc còn lại mình của mình bên phải thì mình sẽ bắt đầu từ phía này chứ không phải là phía này, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nè. Các bạn sẽ móc lên cho mình 1 móc xích, 2 móc xích, 3 móc xích, 4 móc xích và 5 móc xích. Khi mà các bạn cái hạt nút của các bạn lớn á, thì các bạn sẽ làm theo lớn, còn các bạn size nhỏ thì các bạn sẽ làm theo size nhỏ. Ví dụ như cái này nè, của mình nó lớn nè các bạn, thì mình sẽ làm 5 móc xích như thế này nha. Rồi sau đó là các bạn quay ngược cái sản phẩm này lại, đâm kim vào cái chân móc ở phía trên cùng này. Các bạn sẽ tạo cho mình một mũi dời nè. Một mũi dời. Sau đó các bạn móc lên 1 móc xích, kéo và cắt len. Rồi các bạn sẽ giấu cái phần này vào trong mũi móc.
Vậy thì chúng ta đã được một cái phần lỗ nè các bạn, để chúng ta gài cái nút, chúng ta mai cái nút bên đây và chúng ta sẽ gài vô. Chúng ta sẽ mai bên đây nè, lấy kim chỉ mai á các bạn. Vì cái ở đây là màu trắng cho nên là mình sẽ để cái hàng màu xám đậm này nè lên phía trên nha các bạn. Các bạn sẽ ốm qua như thế này rồi các bạn may vào, may cái điểm này nè cho nó chặt lại và may cái hạt nút bên này và chúng ta sẽ gài qua như thế này. Cái hàng màu trắng ở đây nè, ở đây thì cái hàng màu cà phê sữa nè các bạn, thì màu trắng với màu cà phê sữa là nó hợp lý. Còn màu trắng ở phía bên này nó sẽ đối diện với cái phần màu đậm hơn thì nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Các bạn để ý cho mình, các bạn đừng có quay cái màu trắng ở phía lên trên nè. Màu trắng với màu trắng là nó sẽ tiệp màu với nhau, nó không có đẹp. Còn cái màu này nè, nó sẽ tiệp màu với màu này cho nên là nó sẽ không đẹp nha. Các bạn sẽ quay ngược nó lại như thế này, các bạn sẽ đơm cho mình kim chỉ, lấy kim chỉ may, các bạn sẽ cố định lại cái phần bên đây rồi các bạn sẽ luồn qua bên đây rồi các bạn cài nút nha. Rồi còn về cái phần cái dây qua bên phải á, thì các bạn từ đây nè, các bạn sẽ cắt cái phần len này đi, móc lên một móc xích nè, kéo và cắt len. Mình ưa kéo ra một đoạn len dài lắm các bạn, để mình luồn vào cái kim khâu len á, mình khâu cho nó dễ. Muốn tạo cái dây bên phải thì mình sẽ làm như thế này. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè. Đó, các bạn sẽ đưa cái len màu đậm này nè qua, kéo cái len màu đậm qua. Các bạn cũng sẽ tạo lên cho mình 1, 2, 3. Ví dụ như nút nhỏ á, các bạn sẽ tạo 3 thôi, rồi các bạn sẽ luồn qua. Cái nút nhỏ là cái chỗ này là nó vừa rồi, tại vì nó còn giãn nữa các bạn. Cái này là chỉ trang trí thôi chứ không phải là cố định nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn sẽ luồn qua cái chân móc màu trắng này nè. Cái chỗ phần này nó hơi chặt á các bạn, cho nên các bạn đâm kim mạnh lên một xíu nha, tại vì nó chật mũi nè. Mấy cái mũi dời thế vậy chứ là nó rất là chắc chắn á. Rồi, các bạn sẽ tạo cho mình một mũi trượt. Rồi các bạn kéo lên cho nó dài luôn đi các bạn. Các bạn cắt len nha. Lấy cái phần cái đầu kim á, các bạn kéo cái phần len này xuống nè. Rồi các bạn sẽ để hai cái phần này nè vào trong mũi móc á, cho nó chặt lại nha các bạn. Rồi các bạn cũng sẽ đơm cho mình từ phía này nè. Đây, cái phần màu xám này nè mình để lên trên. Rồi, cái phần này mình sẽ luồn qua đây và mình may thêm cái hạt nút bên này nữa là chúng ta sẽ gài lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu cái phần len này đi. Rồi các bạn sẽ đơm nút cho mình. Bên trái thì các bạn đơm bên trái, bên phải thì các bạn sẽ đơm bên phải. Rồi các bạn sẽ cố định lại cho mình nha. Khi mà các bạn hoàn thành sản phẩm thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mình đã làm cái dây quay lại rồi nè các bạn. Và chúng ta cũng sẽ đơm nút. Đây, bên phần bên đây. Hồi nãy là chúng ta làm bên phải nè. Một cái mẹo nhỏ cho các bạn. Các bạn sẽ đơm cái phần nút này trước nha. Rồi các bạn sẽ cài vô. Rồi các bạn sẽ lòn dây qua đây. Rồi chúng ta sẽ may lại bên đây. Như vậy cho nó gọn nha các bạn. Vậy cho nó dễ nữa. Bây giờ chúng ta đã được một cái mẫu dép sụt như thế này nè các bạn. Và chúng ta đi trong siêu thị hoặc là ra những cái cửa hàng mà giày dép á, chúng ta thường thấy những cái mẫu này nè. Bây giờ chúng ta đã biến nó thành một cái đôi dép len như thế này. Thấy cưng quá trời luôn nè các bạn. Các bạn có thể thấy cái hình ở trên banner á, mình có mang vào cái chân mẫu của bé. Thì các bạn có thể thấy là nó ôm gọn vào cái cùm chân của bé. Rồi cái phần này á, là nó bít rồi. Và nó ôm luôn cái phần mũi chân nữa, rất là dễ thương. Và cái điểm nhấn của chúng ta là cái hàng dây quai nè các bạn. Và cái hạt nút. Cái hạt nút thì các bạn có thể là làm màu nổi hơn một xíu nữa cũng được nữa. Nó cũng sẽ rất là đẹp nè các bạn.
Cái màu này thì chúng ta có thể là thay thế những cái màu khác, sắc khác, xanh, đỏ, tím, vàng, hồng á các bạn. Tại vì cái mẫu dép sụt này nè rất là nhiều màu và rất là đẹp luôn, cho nên là chúng ta cứ móc vài đôi cho bé mang, mình thấy là rất là tiện ích luôn á các bạn. Khi mà bé tập đi á, các bạn chỉ cần cắt cái phần đế xốp á, hoặc là các bạn mua cái đế các bạn dán vào thôi, thì cái này nè còn dễ dán hơn là những cái đế khác nữa. Tại mình làm đế đôi á, đế đôi cái nó đã cố định cái phần đế này nè, mình chỉ cần để cái keo vào đây rồi cái mình vịn lên thôi là xong, nó dễ dàng hơn nữa các bạn. Nè, cái phần mặt đế nè, các bạn cứ nếu mà tập đi thì các bạn cứ dán đế vào cho mình nha, rồi cho bé tập đi. Cái phần tập đi á, thì các bạn có thể là móc ở cái hàng sau này nè thêm hai hàng nữa cho mình để cho nó cao lên á các bạn, để nó cố định cái chân bé nhiều hơn nữa. Thì cái này dễ mà, các bạn chỉ cần đưa cái len nè vào cái điểm đầu tiên này, cái điểm đầu tiên này nè, các bạn sẽ móc qua đây cho mình thêm một hai hàng nữa cho nó cao lên nữa để bé tập đi nha các bạn. Rồi bây giờ vậy là mình đã hướng dẫn thành công cho các bạn cái mẫu dép sụt dễ cưng như thế này rồi. Các bạn nếu yêu thích cái mẫu dép này cũng như là cái video hướng dẫn này, các bạn nhớ thả tim giúp mình và bình luận ở phía bên dưới nếu các bạn đã làm được nha. Cũng như là ủng hộ Mimi bằng một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video này và làm cái mẫu dép sụt này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye các bạn.